Hello anh em, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay sinh nhật mình anh em ạ. Thế là hôm nay mới thức dậy xong cảm giác. Thật ra thì tóc tôi lúc nào nhá, kể cả tối nhá, anh em có sấy tóc vứt xuống, nhưng mà cái sáng dậy là tóc nó lại dựng ngược hết cả lên. Thế mình đang nghĩ là bảo 20 tuổi rồi mà chưa tổ chức sinh nhật lần nào. Hôm qua nhá, tôi đi tập gym nhá. Đù, tập gym có 1 tiếng thôi anh em. Cảm giác rã hết cả người ra. Xong tối cũng phải livestream cho anh em 4 tiếng nữa. Thì chia sẻ với anh em về lịch livestream. Đấy là từ hôm nay đến cuối tháng là hầu như ngày nào mình cũng sẽ xuất hiện lên sóng trên kênh Nonoline. ID của mình đó là 4739 7760. Mọi người nhớ follow để ủng hộ cho mình nha. Ok này. Đó, đi này anh em. Và chúng ta sẽ sang chém gió với thanh niên Hoàng Bi xíu anh em ơi. Hey friend. Hello quần què, tầm này chắc là đang chuẩn bị chơi game để làm video cho anh em xem thôi. Không biết là anh em đã ghé qua kênh Hoàng Bi chưa thì có thể là follow kênh Hoàng Bi trên YouTube cũng như là bạn ấy đang livestream trên Facebook nha mọi người. Hoàng Bi ơi, hôm nay tôi tính mẹ tổ chức sinh nhật mà 20 năm rồi chưa tổ chức sinh nhật bao giờ. Tí đã được cái bánh không ạ? Dũng nó về quê kệ mẹ anh em tổ chức sinh nhật gọi là tổ chức đua. Đó, thế chúng nó mới sợ chứ nhỉ? Bánh sinh nhật các đồng đôi. Bánh sinh nhật các đồng đôi. Ừ, tôi mỗi đứa một nửa, mẹ ăn đến sáng mai. À quên, ăn đến cả tuần chắc mới hết nhỉ anh em. Đây mình ra ngoài này, đó ra ngoài có tí anh em thấy không? Tay này, đó, tay phải đeo găng các thứ. Không là kiểu đi bây giờ nhá, trời Hà Nội nó nóng nực anh em ạ. Thì kiểu nó vãi lúa luôn không ạ. Về đen hết cả da tay da chân thì đến chịu, đó. Nếu vào rất dễ nhưng mà thì... Hello anh em, hiện tại thì mình đang ở phòng để xe của trung tâm thương mại rồi anh em ơi. Đấy, đang xem cái chỗ lên trung tâm thương mại thế nào. Chưa, làm gì mà qua đấy. Làm gì mà qua đấy, không phải đâu. Đi thẳng, đi thẳng. Chỗ này này. Hoàng Bi tuổi gì anh em? Hoàng Bi chỉ giỏi sẵn chó thôi. Nhờ. Nhanh vào đây, nhanh vào đây, nhanh vào đây. Rồi ok anh em. Đấy, đang ngay chỗ này nè. Rồi lên chỗ ta thông mại này, nói sai được không? Đang đợi thằng Hoàng Bi nó đồ cho mình ăn này. Mình hay ăn cơm tô với lại ăn cơm niêu. Đó. Đây cho anh em xem cái menu nhá. Đây đó là cái menu nha anh em. Hiện tại thì mình đang order cái 07 này. Bởi vì nhá, bình thường mình hay ăn cá hồi mà anh em. Nó nên order cái 07. Không biết là Hoàng Bi nó order gì nữa này. Hello Hoàng Bi ơi. Đang ăn cơm với anh em đây. Nãy giờ đợi thì đồ ăn mới ra này. Nên quay cho anh em xem đồ ăn nhá. Đó, nóng nóng lắm. Đồ ăn trên đĩa nóng mà anh em. Ui giời ơi, khói bay nghi ngút vẫn ăn ngon này cả bạn. Hiện tại đang ở CGV rồi. Đang đợi thằng Hoàng Bi nó mua vé nữa. Nãy mình đã lấy xong cái vé anh em ơi. Tìm Chu Tiên hay là Chu Tiên gì đấy không nhớ. Và theo cái kinh nghiệm của mình thì bình thường ấy, anh em xem ở rạp CGV ấy, cái thời lượng ví dụ nhá, 1:30 mình sẽ xem đúng không, thì tầm khoảng anh em vào 1:45 là vừa, nó sẽ quảng cáo 15 phút đấy. Mình đang chia sẻ với anh em là như vậy. Vì là mình xem cũng nhiều rồi, năm nay hình như là xem hết 4-5 triệu tiền vé bên CGV rồi anh em ơi. Vé mỏng nước các thứ rất hình. Hello, nay mình sẽ đi quán xí kẹo ăn được 200 xu mọi người ạ. Bên xí kẹo là ăn 1 triệu xu không đâu, sinh nhật triệu sắp lâu rồi, từ đời tống nào rồi mọi người. Bên Nhật Bản mình sẽ để thật ra tôi cũng chả nhớ gì cả. Cho lúc anh em qua đang livestream anh em bảo chứ ôi còn mười mấy phút nữa đến sinh nhật anh xích kẹo rồi. Có thể hóa ra mình sinh nhật 21 tháng 9 à. Bởi vì là thì bé giờ nói chia sẻ với anh em đã tổ chức sinh nhật bao giờ đâu. Hello anh em, mà mình vừa đi lấy bánh gato về và cũng như là vừa đánh thức cái thằng Hoàng Bi nó dậy anh em ơi. Cả buổi chiều đi xem phim về xong đi tập gym mệt vờ lờ ra. Thế là từ lúc chiều tôi ngủ tận bây giờ, vừa đi ăn xong anh em ơi. Đấy, thế là bây giờ vừa đi lấy bánh gato về này. Đây nhá, tôi nói cho anh em nghe này. Đây là cái bánh sinh nhật mà tôi đặt với giá là 300k anh em ơi. Hoàng Bi ơi, khui hộp, nhanh. Mở hộp. Xem có mẹ gì ở trong nào, mở hộp. Phải đang bận nhắn tin với gái à? Xem mở hộp bạn đây. Đây, ok. Ừ, ông cứ xem mở thế nào thì mở. Từ bé đến giờ đã đặt bánh sinh nhật bao giờ đâu. Đó, mở ra. Rồi, ok. Mà cứ lúc tôi chạy mô tô không biết có bị dập hay không. Không.
Ui, hơi dính à? Không sao, bữa cao sẽ khỏi. Ui giời ơi, nó lại ok quá cơ ông nhở. Mẹ nhìn quả này. Cái gì đấy, hành động gì đấy? Đâu, sẽ mút bánh sớm với bạn ơi. Hello đây anh em ơi. Ra thì đang còn quên gì nữa, là còn số 20 nữa. Năm nay 20 tuổi anh em ơi. Nên là cắm số 20 là hợp lý rồi. Nhở. Ok, bạn xem cắm đâu hợp lý nhỉ? Cắm trước đây chữ đây. Happy Birthday đi không ạ? Đấy. Cắm số 20 vậy. Giữa bánh đi, giữa bánh. Vào chữ YouTube luôn đi ông ơi. Thế thôi xấu đấy. Không sao, đã bảo dân chơi thì sợ gì. Cắm thẳng vào chữ giữa chữ YouTube của tôi. À, giữa cái logo cho tôi. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cái tiết mục Hami hỗ trợ. À quên. Nhưng mà mình tự hỏi rằng bây giờ tắt điện, lấy cái điện thoại bật flash để thắp nến à các bạn? Tắt điện. Tắt kẻ điện cũng sao? Mã Hoàng bật flash lên. Đấy. Đúng rồi, kiểu vậy. Cái bé giờ tổ chức sinh nhật bao giờ đâu anh em. Bây giờ nhá, các ông đốt cho tôi, hộ tôi mấy cái này. Tắt qua. Tắt qua bạn đây. Đó. Gimbal giữ một tay, nó ở gimbal rẻ tiền, nó mua 2 triệu 3 ấy. Ok. Anh em ở quê biết cái đích nào được. Đốt đi. Mạnh lên. Mạnh tay lên. Bóc cái đầu ra chứ. Ồ. Bạn ở đuối thế, nó nổ bùng cái gì à? Nổ quá. Nổ quá. Cái đậu xanh. Mày đốt hư bật lửa bây giờ. Bóc cái đầu ra chưa? Hư bật lửa bây giờ. Bóc không, bình thường cũng còn bóc nó cứ dí thôi mà. Thế tao mới phải nến dở này. Nếu phải. Cái đậu. Thế làm sao? Đấy. Đốt mấy kia còn lại, đốt lên. Nhanh. Không, cái kia cháy xong mà cái này chưa cháy xong. Thôi kệ mày á đi ông ơi. Cần sớm mà thật. Để cho thằng khá giả đốt. Nhà khá giả đốt đi. Rồi sao? Sinh nhật trực qua thật là đẹp các bạn ạ. Rồi, đốt lên. Được rồi. Thôi này, Mã Hoàng ơi, ông kiếm với tôi cây anh em nghịch mẹ đi. Thế nhanh hơn đấy. Đấy giời. Tưởng thằng nào sinh nhật nhiều biết chứ. Đây toàn anh em nhà quê cả. Đốt lên cháy nào. Thế này nó cháy hết mẹ rồi, tí đốt cái 20 xong tôi ướp sau. Chuẩn mẹ bài. Ngồi đây nóng lắm rồi, nghe mẹ tắt quạt các thứ, tắt điện này. Tôi om lèm lèm ra. Đốt hộ cái. Tháo đốt một cái ở ngoài xong dí vào cho nhanh ấy. Vãi cả dốc luôn, cả nến lên luôn. Đồ. Em sao phải bắn xung quanh. Anh em nghe nào, chuẩn bị nào, ướp luôn nào cho nhanh nào. Ok bạn. Xèo. Năm mô phò. Xong rồi. Phò phò, vãi vào ướp. Xong rồi anh em. Cái này giờ ướp. Giờ phải thổi nến nhỉ. Từ, tôi thổi đến đâu. Thôi không cần. Tắt mẹ đi được rồi. Xong rồi nhá. Sao sinh nhật cứ không tuổi với bạn đi. 20 không tuổi đâu mà không tuổi ông. Xong rồi nhá anh em, bật điện lên cơ nào. Tôi đang lèm toát hết cả mồ hôi. Người anh em một năm chắc gặp nó mấy lần này? Chục lần. Có lẽ thế. Ui, YouTube à? Đâu, vẽ lên cái này bánh mình đặt 300k. Anh em chia mỗi thằng miếng nào để ăn nào. Lớn rồi nhá, không có chơi bẩn chát mặt nhau đâu. Mặt tao đang bị sát sát đây này. Đấy bạn phun cái đang suốt ngày này đang sát sát này. Cái đầu bây giờ nhá. Ông cắt bánh đi. Từ. Thằng bạn tôi chưa ăn gì, ở nhà chơi game suốt à bạn? Đang cày rank lên top 500 server bạn ạ. À đủ. Trông có vẻ khổ sở vãi. Hôm nay tôi xem tiêu đề livestream của ông ghi top 7000 server. Top 1700. 1700 à? Hôm nay xuống nhầm tí. Đánh tối giờ top 1000. Cắt bánh anh em ơi. Nào. Thì đây. Nói chung là tăng bột xong ok về cái vấn đề bánh sinh nhật. Cái này ăn được không? Sinh nhật trôi qua. Ăn được hết mà. Ăn được hết. Mấy sinh nhật ăn được hết mà ông lại cứ đùa tôi. Đây đưa. Được rồi, mấy cái bì đấy cũng gỡ ra đặt đặt xuống đất đi. Để xuống đất nó dính này. Dính không được gì cả. Tí anh em lau vệ sinh sau không phải xoắn. Để đây nha. Cứ để đây. Để đây này. Thank you so much. To thế bạn. Bánh của Vox này. Ui giời. Đúng mỗi ba đứa thôi, thoải mái đi. Streamer là nhân Việt Nam nên anh em thông cảm. Tôi là streamer nghèo khó anh em, đây anh em ngồi đất không có chiếu để ngồi đi, đâu. Đi được người ta còn ăn. Tính mua chiếu nhưng mà trong ví còn đúng 10.000 nên lại thôi. Các ông ạ, tí đi rút tiền. Đây bạn này, máy này giá nó 300k đây. Thế hôm nay đến không có quà sinh nhật à thằng bạn thân? Đủ. Hôm nay đến nó ăn không anh em ạ? Đây là cái thìa vả mặt nó này anh em này. Kiểu cốc này. Đấy, nó là pop bây giờ tới cốc. Cái gì đây? Quà sinh nhật chứ. Phát cả nồi. Vác tiền nong ra đây làm gì? Lê kinh rồi, sợ rồi anh em ơi. Tôi lại sợ nó vờ lờ cho anh em ơi.
Ơ cái gì đấy đếm nhiều thế? Quà sinh nhật. Quà sinh nhật luôn. Đù. Tôi chả biết nó đếm bao nhiêu nữa nhưng mà thôi chỗ anh em nhá. Là đây để chân ở trên. Kê chân đó. Kê chân này là của mình rồi anh em ơi. Đấy, kê chân này của mình rồi. Bây giờ nhá, ngồi đây ăn bánh nha anh em. Xin phép anh em tí, offline ăn bánh.